Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với quyển sách Sức mạnh của sự tử tế. Mình sẽ đọc một vài bình luận nói về quyển sách này các bạn nhé. Đầu tiên là Kay Ferrazzi, tác giả của Đừng bao giờ đi ăn một mình, một quyển sách rất là nổi tiếng. Cuốn sách này là một liều thuốc thật tuyệt vời. Nó có khả năng cứu cả sự nghiệp lẫn cuộc đời bạn. Và hành động tử tế đầu tiên của bạn là hãy mua thêm vài quyển nữa để tặng cho những đối thủ. Tôi cá là lúc này họ cần sức mạnh của sự tử tế hơn bạn đấy. Một nhân vật khác nữa cũng rất là nổi tiếng đó là Donald Trump. Nếu bạn muốn khám phá sức mạnh đáng ngạc nhiên của sự tử tế, hãy đọc cuốn sách này, ghi nhớ nó, áp dụng nó, rồi bạn sẽ mừng vì mình đã làm như vậy. Quyển sách này là những câu chuyện, những gọi là những cái gì ta? Tóm lại là những ý kiến về sức mạnh của sự tử tế, và quyển sách bao gồm các nội dung. Sức mạnh của sự tử tế, các nguyên lý sức mạnh của sự tử tế, nướng một cái bánh to hơn, làm dịu tình thế, giúp kẻ thù, nói ra sự thật, nói có là cách đi lên, ngậm miệng mà nghe, hãy tựa đầu lên vai người khác, tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Trước tiên chúng ta sẽ chia sẻ một chút về vì sao chúng ta cần phải sống tử tế. À, sách này xoay quanh việc tử tế trong kinh doanh các bạn nhé. Sống tử tế để thành công trong kinh doanh ạ. Hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã tận mắt thấy sức mạnh phi thường của lòng tốt trong các vụ giao dịch làm ăn. Và ngay trong cuộc sống của mình, đó là một hành khách kiên nhẫn nhỏ nhẹ nhờ nhân viên bán vé máy bay kiểm tra giúp mình lần nữa xem có lấy được vé hạng nhất không, thay vì quát tôi là khách hàng cao cấp đây. Đó là người lái xe nhã nhặn muốn xin lỗi viên cảnh sát vì đôi lúc mình sơ ý vượt quá tốc độ. Nhưng người hiền lành cũng có một rắc rối tưởng tượng, hiền lành sẽ không được coi trọng. Bị mang tiếng hiền lành thường có nghĩa là người khác ít khi nói về mình một cách trọng vọng. Hiền lành dễ bị coi là ba phải, thụ động, nhút nhát, nhu nhược. Chúng tôi xin nói rõ, hiền lành không phải là ngây ngô. Hiền lành không có nghĩa là cứ ở đó cười ngớ ngẩn khi bị người ta đạp lên đầu mình. Hiền lành không có nghĩa là cái thảm chùi chân. Thực ra chúng tôi có thể nói rằng hiền lành là một từ cứng rắn nhất trên đời. Nó có nghĩa là bước tới phía trước với sự tự tin trong sáng, đến từ nhận thức rằng ta phải hết sức nhân hậu và đặt nhu cầu của người khác ngang hàng với nhu cầu của chính mình. Nhờ đó mà có được những gì ta muốn. Hãy ngẫm về những điều dưới đây. Đoạn bên dưới này sẽ nói về các lợi ích của sự nhân hậu. Nhân hậu sẽ được hạnh phúc hơn trong tình yêu. Những người không quá sôi nổi và dễ cảm thông với người khác thường có tỷ lệ ly hôn chỉ bằng một nửa so với trung bình, theo nghiên cứu của Đại học Toronto. Nhân hậu sẽ làm ra nhiều tiền hơn. Theo giáo sư Daniel Goleman, người đã tiến hành nghiên cứu về những tác động của cảm xúc ở chỗ làm trong cuốn sách Lãnh đạo đại cương, thần thái của nhân viên tỷ lệ thuận với kết quả trên. Một nghiên cứu cho thấy cứ tăng 2% trạng thái phấn khởi và tương trợ nhau của nhân viên trong không khí làm việc thì tổng thu nhập sẽ tăng được 1%. Nhân hậu sẽ khỏe người hơn. Những điều này là đa phần đều nói trên dựa trên các nghiên cứu khoa học các bạn nhé. Một nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy
những người già ở Mỹ nếu chịu khó giúp đỡ người khác thông qua các công việc tình nguyện nè, hay chỉ đơn thuần là bạn bè hàng xóm láng giềng tốt thôi, thì tỷ lệ chết sớm sẽ thấp hơn 60% so với những người đồng niên chẳng bao giờ chịu giúp đỡ ai. Nhân hậu sẽ ít phải ra tòa. Một nghiên cứu khác cho thấy các bác sĩ chưa bao giờ bị kiện cáo, thường nói chuyện với bệnh nhân lâu hơn trung bình 3 phút so với những thầy thuốc đã phải ra tòa 2 lần trở lên. Thường thì những việc nho nhỏ như là nụ cười, cử chỉ, lời khen, thiện cảm sẽ tạo nên một nghề của ta và thậm chí còn thay đổi cả cuộc sống của ta. Dù bạn đang lãnh đạo công ty của mình hay đang vận động vào chức chủ tịch hội phụ huynh hay chỉ là việc cố tâm sự với đứa con gái mới lớn của mình, thì sức mạnh của sự tử tế cũng sẽ giúp bạn vượt qua những nhầm lẫn đã ngăn trở bạn đạt đến mục đích của mình. Sức mạnh của sự tử tế sẽ giúp bạn mở ra những cánh cửa, cải thiện quan hệ của bạn ở chỗ làm cũng như ở nhà và giúp bạn ngủ ngon hơn trông thấy. Lòng tốt không những đưa ta tới đích trước, mà những ai sử dụng sức mạnh nâng đỡ của nó cũng sẽ hạnh phúc hơn, chắc chắn đấy. Nếu mà các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy là một ngày của mình hay là tất cả những sự vật hiện tượng trong cuộc sống của mình đều vận hành theo nguyên lý domino ấy. Nếu như có câu là đầu xuôi thì đuôi lọt ấy, cũng có lần Ngân chia sẻ chẳng hạn như một ngày chúng ta bắt đầu bằng một việc xui xẻo, sau đó thì chúng ta sống với những cái cơn tức giận của mình trong ngày đó, thì các bạn sẽ để ý thấy là những cái việc tiếp theo cũng sẽ thất bại, sẽ gặp những việc bất như ý nhiều hơn. Và ngược lại, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự tử tế, có thể là một nụ cười dành cho một người xa lạ vào sáng sớm, hay là một công việc nhỏ giúp đỡ người khác. Khi mà tâm trạng của chúng ta phấn chấn thoải mái thì những việc tiếp theo chúng ta làm cũng sẽ suôn sẻ theo. Và các bạn sẽ thấy là hôm đó là một ngày chúng ta rất là may mắn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số nguyên lý sức mạnh của sự tử tế. Nguyên lý thứ nhất, ấn tượng tích cực tựa như hạt giống. Mỗi lần bạn mỉm cười với một người đưa tin, bật cười khi nghe chuyện tếu của một đồng sự, cảm ơn một trợ lý hoặc đối xử với người lạ một cách lịch thiệp và trọng thị là một lần bạn phóng ra năng lượng tích cực. Năng lượng này tạo cho người ta một ấn tượng, và ấn tượng này lại được chuyển tiếp qua vô số người mà anh ấy hoặc cô ấy gặp sau đó. Dấu ấn này có hiệu ứng khuếch đại lên, và cuối cùng những ấn tượng tốt đẹp ấy lại quay trở lại với bạn. Như thế không có nghĩa là người phục vụ bàn từng được bạn boss up một ngày kia sẽ kiếm được một công ty Fortune 100 và mời bạn mua cổ phần ưu đãi, trừ phi bạn bo bạo khủng khiếp. Kết quả từ sức mạnh của sự tử tế hiếm khi bộc lộ trực tiếp như vậy. Thực ra bạn có thể chẳng nhận thấy có bất cứ tác động nào lên cuộc đời mình trong nhiều năm, ngoài cảm giác ấm áp trong lòng do sự tử tế đem lại cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận ra rằng sức mạnh của sự tử tế có hiệu ứng domino. Có thể bạn chẳng bao giờ lần ra được vận may của mình cụ thể là bắt đầu từ đâu, nhưng chắc chắn sức mạnh của sự tử tế đã rải nhiều cơ hội để lót đường cho bạn. Những ấn tượng tích cực đó cũng giống như hạt giống vậy đó. Bạn gieo chúng xuống rồi quên bẵng đi mất. Thế nhưng bên dưới chúng cứ nảy mầm và vươn xa, thông thường sẽ theo cấp số nhân. Điều này có thể ví von giống như là một hạt cát. Khi mà gió thổi bay lên không trung, chúng ta sẽ không biết được hạt cát đó sẽ rơi ở đâu và khi nào. Có thể là hạt cát nhẹ quá giống như một hạt bụi thôi, thì nó sẽ rất lâu để nó có thể rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, một điều chúng ta có thể chắc chắn được rằng hạt cát đó sẽ rơi vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó. Cũng giống như những hạt thiện lành của chúng ta vậy đấy. Khi mà chúng ta gieo xuống một hạt thiện lành, thì chúng ta
Có thể là chúng ta sẽ không thấy nó trổ quả ngay, giống như là quy luật nhân quả Nga hay chia sẻ đấy, nhưng mà nó sẽ trổ vào một ngày nào đó. Và Ngân cũng gặp rất là nhiều vị ân nhân trong cuộc đời của mình. Khi mà họ giúp mình thì họ không cầu mình phải trả ơn lại cho họ, mà họ chỉ mong muốn là khi mà mình nhận, mình thọ ơn đó, thì sau này mình tạo được giá trị, mình đi giúp lại cho những người khác nữa, thì điều đó là xem như những hạt giống mà họ đã gieo đã được nảy mầm rồi. Và điều này nó rất là kỳ diệu và nó rất là rõ ràng các bạn. Nó sẽ trổ quả vào một ngày nào đó. Nhưng ngược lại, những hạt giống ác cũng vậy. Khi mà chúng ta làm một việc bất thiện thì có thể là chúng ta sẽ không thấy cái quả ngay, nhưng mà vào một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận lãnh lại những hậu quả mà chúng ta đã gây ra. Nên là khi mà làm một việc thiện hay một việc ác, mặc dù người khác thấy hay không, thì chúng ta cũng nên cân nhắc, bởi vì nó sẽ trổ quả. Quy luật nhân quả là điều luôn luôn tồn tại trong vũ trụ này các bạn nhé. Dưới đây là một ví dụ sức mạnh của sự tử tế đã giúp cho tác giả như thế nào. Cách đây không lâu, theo lời kể của tác Ngân đọc theo nguyên văn lời kể của tác giả các bạn nhé. Cách đây không lâu, chúng tôi đã ghi hình Melania, vợ của Donald Trump, trong đoạn phim quảng cáo cho Aflac theo yêu cầu của Daniel Amos, chủ tịch và cũng là CEO của Aflac. Chúng tôi dựng cho bà Trump, một trong những ngôi sao của phim quảng cáo, một đoạn phim cho riêng bà và cố gắng làm sao để bà được thoải mái nhất, cũng như có tất cả những gì cần thiết. Nhóm chúng tôi đối xử tốt với Melania không phải vì bà là vợ của một người nổi tiếng, mà vì chúng tôi đã đặt ra phương châm phải lịch sự và trọng thị tất cả những tài năng trong mỗi thước phim của mình. Mấy tháng sau, các nhà sản xuất của phim Người Tập Sự đã mời Linda làm người đánh giá trong một chương trình. Trong đó, các ứng viên cho vai Người Tập Sự được yêu cầu làm một đoạn quảng cáo xe hơi, Linda kể. Trước khi quay cảnh đầu tiên, tôi tự giới thiệu với Donald Trump, nhắc qua rằng chúng tôi là hãng đã cộng tác với vợ ông trong một đoạn phim quảng cáo con vịt Aflac. Thì ra Trump còn nhớ rất rõ lần trải nghiệm đó của vợ mình, nên ngay trước khi bắt đầu quay hình, ông ghé vào tai tôi mà rằng: "Các cô đã rất tốt với vợ tôi, hãy chờ xem tôi lại kết quả thế nào nhé." Thế rồi ông lên truyền hình nói rằng The Kaplan Tyler Group là một trong những hãng làm quảng cáo hot nhất nước Mỹ. Sau đó ông còn kéo tôi vào những cuộc thảo luận được ghi hình, tất cả chỉ vì chúng tôi đã đối xử tốt với vợ ông. Chúng ta đã tìm hiểu xong nguyên lý thứ nhất của sức mạnh của sự tử tế, đó là ấn tượng tích cực tựa như hạt giống. Hay nói cách khác thì giống như là hiệu ứng domino ấy ạ. Nguyên lý thứ hai đó là bạn không biết được đâu. Tia Carnett không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ trẻ mà chị gặp trên chuyến tàu về New York City lại có thể thay đổi cuộc đời chị. Lúc đó người phụ nữ ấy đang trên đường đi thăm bà của mình, và thật tình cờ bà cụ lại sống gần nhà Diane. Thế nên hai người đi chung một chiếc taxi cho rẻ. Lúc đến nhà bà mình, người phụ nữ trẻ nhờ Diane xách giùm mấy cái túi lên tầng 5 mà chẳng có thang máy. Sau đó thì Diane đã giúp cho người phụ nữ này. Hóa ra bà của cô kia, một bà lão 85 tuổi tên là Millie Darling, vốn là sugar của Ziegfeld. Bà cụ đâm mến Diane và chỉ cho chị xem một New York mà chị chưa bao giờ biết tới, đó là New York của bà cụ. Thế là suốt bao nhiêu năm, tôi được coi là thượng khách trong các câu lạc bộ và salon nhạc ra yêu thích của bà cụ ấy, Diane kể. Đó quả thực là sự đền đáp quá mức hậu hĩnh,
cho chuyện chỉ giúp xách vài cái túi lên cầu thang. Những câu chuyện tiếp theo cũng tương tự, nói về việc khi chúng ta hành xử tử tế với một ai đó, chúng ta sẽ không biết trước được chúng ta sẽ nhận được điều gì trong tương lai. Chúng ta sẽ đến với nguyên lý sức mạnh của sự tử tế thứ ba: người ta thay đổi. Sau ba điều vừa rồi thì nguyên lý sức mạnh của sự tử tế thứ tư chia sẻ với các bạn là lòng tốt phải đến từ tự nhiên. Mới đây một người bạn đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về ba công ty nọ tranh nhau một hợp đồng rất lớn. Một trong ba công ty đó rốt cuộc cũng rớt đài, mặc dù đã có màn ra mắt rất choáng. Tại sao lại như vậy? Họ thắc mắc, hóa ra là khi khách hàng tiềm năng đến sân bay, quan chức của một công ty cạnh tranh đã không để ý tới việc giúp bà khách mang xách hành lý. Anh này mất hợp đồng ngay tấp lự. Bà khách hàng khó chịu với sự lỗ mãng và thiếu tế nhị của anh ta, nên quyết định không muốn làm ăn với người như vậy. Nhóm của anh ta đã phải ngày đêm vất vả để có được một buổi ra mắt ấn tượng với khách hàng. Thế mà mọi thứ đều hóa thành công cốc chỉ vì cái vali. Phần này còn nguyên lý thứ 5, ấn tượng tiêu cực cũng giống như vi trùng, và thứ 6 là bạn sẽ biết nữa. Tuy nhiên là theo quan điểm của Kim Ngân, vẫn là từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Cái sự tử tế nó sẽ, để mà có thể trổ quả thì nó cần đến từ tâm của mỗi người. Và Ngân tin là bất kỳ ai cũng có thể làm được. Và khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ thấy là cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn nhiều.